Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và sáng sớm mai, hiện tượng mây nhiều, sương mù nhẹ rải rác xảy ra ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Và do đó thì khi lưu thông vào thời điểm này, quý vị cần di chuyển cẩn trọng, nhất là ở những cung đường đèo dốc. Còn trong ngày mai thì miền Bắc trời chuyển nắng trở lại về trưa và chiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn miền Bắc sẽ duy trì ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ ở khu vực các tỉnh thành phố của phía Đông và ngưỡng từ 27 cho đến 29 độ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Dự báo trạng thái nắng ráo với mức nhiệt cao như vậy sẽ còn duy trì ở Bắc Bộ đến hết ngày 15 tháng 12. Tương tự như miền Bắc, trong ngày mai từ Thanh Hóa trở vào tới Bình Thuận đều có nắng và trong đó thì khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng muộn và cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ ngày mai ở ngưỡng vừa phải từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận nắng mạnh và sớm hơn nên nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ. Ở phía Nam, chuỗi ngày ít mưa của mùa khô vẫn đang tiếp tục duy trì. Trong đêm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa. Hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ cũng xảy ra ở khu vực vùng cao Tây Nguyên. Trong ngày mai, thì cả hai khu vực này trời tạnh ráo có nắng, nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất từ 28 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Trong đó, hầu khắp các tỉnh miền Đông là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương đều có một số điểm nhiệt độ cao, cận ngưỡng là 35 độ. Trời nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong khoảng từ 13 đến 15 giờ chiều mai. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận cho tới Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Từ đêm, gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.